Cho xin chào chị Hai Ngọc, chị Hai Thanh Hằng và chị Ngọc Quyền, chú Việt Anh và chào Văn Nhạc và chào quý vị khán giả. Em trai xin gửi đến các cô chú các anh chị câu vọng cổ được mang tên Hàng Dọ Biệt Ngu Cơ. Chiều tan xa xa trống chiêng rền vang, rừng sâu đèo cao khói sương chập trùng, lửa binh ngập trời, nhìn về Ngũ Ba thành đô tan nát, rừng quăng vắng sương chiều mịt mù, nương gió câu lên đường ngầm ngùi cho ta sau bóng dưng lệ trào. Trời ơi, tiếng sáo thay lương như mẹ mãi, người tuyệt vọng đang đứng bờ giờ trong tiếng trống kinh hoàng. Phủ ánh trăng tàn, bên tay ta còn nghe văng vẳng giọng ưu hoài của tiên sáo trường lương. Trời ơi, ta còn ngờ đâu một đời dây dùng ngang dọc của Hàng Dọ Sở Bá Vương, hôm nay lại gặp bước đường cùng 3000 tử đệ dòng thân. Cung điện huy hoàng cũng chìm trong lửa khói. Mạnh áo chiến, trời ơi, máu quân thù hay máu của thân ta. Trời không thương còn nổi chẳng mưa xa, dòng lệ hằng chan hòa tình đất nuôi. Trước mặt ta là tràng giang cạn lối, mà nếu quay về khó lối dời chân. Này, bạn bè hay gia đình gì hả? Hai ông thầy đờn. Ông đờn luôn. Phải, ở tập có phải luôn. Mà có giống như là lân mà gặp pháo vậy đó. Thương giống như vậy đó. Rồi Bát Nha gặp Tử Kỳ, hai bên là rồi gặp nhau rồi cái bắt đầu là không có vũ của nhìn ba giám khảo. Thầy đờn nghe quá đã luôn là ban giám khảo để luôn. Cảm ơn hai ông thầy đờn đi em. Để dạ, cảm ơn em trai. Rồi có cơ hội thể hiện mình á. Dạ. Nói chung giọng em khỏe. Nếu mà tôi là một bầu gánh hát là tôi sẽ bắt em về làm kép chánh cho đoàn của tôi. Ủa? Trời ơi. Thì em nói vậy mà. Vậy đúng không ạ? Em chưa mở đoàn mà. Đẹp em. À, nói chung là nhắc em nhớ để ý dùm chữ chữ vờ dùm chị về nha. Dạ. Dương tới nha chứ không phải là về với Dương tới ha. Rồi chữ TR phát âm chuẩn chút xíu, có khi bị chờ nha. Rồi chúc mừng em đã đến với tài tử miệt vườn. Hai ban giám khảo này làm thinh vẫn để cho hai ông thầy đờn đờn là biết đã chọn em rồi. Đã chấp nhận thôi rồi. Khỏi nói gì nữa. Cảm ơn mọi người, đi vô đi em. Dạ, cảm ơn.
Thank you.